khi anh em gặp một cái máy giặt Panasonic đường nước vô yếu như thế này thì có hai cách kiểm tra. Một là anh em tháo cái vòi nước sâu ra kiểm tra lưới lọc, nếu lọc sạch thì chứng tỏ là cái van nước bị hư nha mọi người. Chào tất cả mọi người, các bạn hôm nay trở lại với kênh Phước Tệ Vlog, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ hoạt động. Mình đang đến nhà khách xem có máy giặt Panasonic loại đời mono nha mọi người. Máy này là loại 8,5 kg, khách báo là nước vô yếu. Thì sẵn clip ngày hôm nay mình chia sẻ cho anh em xem biết bị hư bộ phận nào. Thì trên cái danh sách phát của mình, kênh của mình cũng chia sẻ rất nhiều trường hợp từ dòng đời mono cho đến dòng inverter. Rồi bắt đầu mình test thử cho mọi người xem nha mọi người. Đầu tiên anh em bấm vắt trước một cái này. Rồi mình kiểm tra vắt là rồi lấy sản nước ra tốt, vắt tốt nha mọi người. Rồi bây giờ mình bấm khởi động lấy nước. Thì khởi động lấy nước là mọi người nhìn mâm đảo hai chiều. Thì chứng tỏ là máy này là đường phao tốt nha mọi người. Giờ bắt đầu giờ chờ nước vào như thế nào. Máy dòng Bana này thì nó có cái trường hợp là ví dụ khi anh em khởi động mà bấm mà đảo mâm rồi thì ra lên sẽ nước nó sẽ kéo ra. Kéo ra xong cái đầu khoảng mấy giây sau là nó đóng cho lại, là lúc là nước vào nha mọi người. Rồi nước đóng vào thì đồng thời nước vô nha mọi người. Thì anh em nhìn là cái máy này hiện tại là nước vô rất yếu. Thì trường hợp này là bị rò le qua nước vào nha mọi người. Đối với dòng máy mà khi mới giặt mà mọi người là nhìn thấy đường nước này nè, mình kết luận là cái rò le qua nước vào bị hư. Nó hư trong đó là hư cái gì? Hư siêu bơm của nó. Lâu ngày nó bị rách, nó chậm đường nước không ra ngoài mọi người. Rồi bắt đầu mình rút điện mình tháo. Anh em chỉ còn tháo hai ốc hai bơi bên hông nè và hai ốc sau nè, dỡ nắp lên. Loại máy này, dòng máy này thì anh em tháo trong tháo ra chứ không phải là tháo cái nắp sau như này nha mọi người. Thường thường mấy cái máy giặt khác thì anh em chỉ cần tháo cái nắp sâu lên là lấy cái van nước ra được, nhưng đối với cái dòng Panasonic loại này á, cái đời bàn phím bấm mặt sâu này thì nó là đa số là tháo lọc cái nắp lên mình lấy được cái van nước, thử nó khó tháo hơn, anh em phải tỉ mỉ xíu. Sau khi mình tháo lọc nắp cái gì mọi người thì anh em dùng vít tháo mấy vít này này mới lấy được cái van nước. Loại này thì Panasonic này thì phải lọc cái nắp như thế này nè, mình mới tháo được chứ còn không cách nào tháo được nữa rồi. Tùy theo cách tháo của mỗi dòng máy khác nhau. Cái nhiều anh em là do tháo cái máy là không biết cái tháo cái lấy của cái rồi lấy qua nước là tháo bằng cách nào, nhưng mình cái clip này mình chia sẻ anh em là cách tháo của thằng máy Panasonic là tháo như thế này. Đây là cái van nước nha mọi người, anh em tháo y như mình. Cái loại trong này nó có hai cái trường hợp mà van nước anh em thay siêu, còn loại van nước lúc mà không có vít á thì anh em nên là mua nguyên cái van nước thay luôn. Thì trong những clip mình làm mình chia sẻ rất nhiều cái trường hợp là van nước này nên thay siêu và van nước nào mà không thay siêu. Có những cái dòng mà hai bơm, hai van, bốn van, sáu van thì anh em làm như là thay siêu. Còn đây loại van mà là van đây van là không có ốc nha mọi người, không có vít nè. Nếu van nào nó có 4 vít đây thì anh em mở thay được, còn riêng cái van này là anh em phải mua nguyên cái van khác bỏ vô nha. Tại vì khi van này mình thay xong mình vặn vào thì nó rất là dễ bị xì. Cái loại nó như thế này nha mọi người. Có loại thì nó có 4 con vít dặn 4 góc nè, thì anh em tháo được, còn riêng thằng này anh em thay. Rồi mình mua cái van mới gì nha mọi người. Thì mọi người nhìn xem là van mới nó có 4 con ốc nè. Thì ốc này mình mở nó thay siêu được, chứ còn nó đúc cái này là không thể thay siêu được nha. Rồi mình chỉ cần lột cái thằng này ra, cái cao su ra. Anh em khi lột ra nhớ cho một tí xà bông vào để cho nó dễ. Là ok.
Rồi, bắt đầu mình vặn ốc lại ráp là xong nha mọi người. Rồi, bắt đầu mình ráp lại thử nước cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình bấm thử mọi người xem nha. Hơi nước vào mạnh chưa? Khi mà mâm nó đảo rồi nó dừng cái nó kéo ray ra xong đầu nó đóng đi là nó mới nước vào cho mọi người. Nguyên tắc của hoạt động của mấy bài này nó như thế đó. Giờ là đây nó đang kéo ra xong nó đóng cạch lại mới nước vào. Rồi anh em nhìn xem nước chảy qua mạnh nha mọi người, rất mạnh. Thì trong những clip đó mình chia sẻ cho anh em là khi mà cái đường nước mà nó yếu á, thì một là anh em tháo đằng sau ra kiểm tra coi cái quanh có bị cát tiếp gì không, đóng rác lớn không. Tại đằng sau nó có một cái lưới lọc, thì nếu mà anh em mà tháo đằng sau ra nè mà cái lưới lọc nó sạch sẽ thì chứng tỏ là cái quanh nước ở trong này cái siêu nó bị hư nha mọi người. Thì siêu hư đối với cái dòng 4 bơm đó, 4 van hoặc là 6 van vậy thì anh em chỉ cần mua cái thay cái siêu thôi. Còn đối với cái loại dòng mà có một đôi van đơn này thì anh em mua cái mới thay cũng được, không chẳng bao nhiêu tiền đâu. Tại vì cái siêu này nó một cái rất là rẻ, chứ còn nếu mà mua mà loại cái van mà loại 4 van, 6 van, 8 van thì mắc tiền. Thì anh em chỉ cần mua cái thay. Rồi máy cũng đã vào nước tốt. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình thì bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và các bạn.